Radio Chuyện của Quỳnh số 39. 3 tháng 10 ngày phát đồ lý tưởng cho những cuộc đời thật sự. Các bạn thân mến, đã rất lâu rồi mới gặp lại các bạn qua chuyên mục Radio Chuyện của Quỳnh. Ngày hôm nay Quỳnh mang đến cho các bạn một câu chuyện đang xảy ra ở trong lớp về cấp độ 2 quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mây Quy mà tụi mình đang dạy nha. Các bạn biết không, như tụi mình hay nói vui nhưng mà cũng rất là thật, đó là ở các lớp cấp độ 2 luôn có những cái đề tài bỏ ngỏ và tụi mình thường chờ đón các lớp cấp độ 2 về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mây Quy tụi mình mở ra với một sự háo hức nhẹ để xem ở mỗi lớp thì các vấn đề chung của các bạn thường là những gì. Bởi vì cũng từ sự quan sát, tụi mình mới phát hiện ra là những ai có cùng một vấn đề giống nhau thường được vũ trụ chiêu cảm để tự dẫn dắt, đưa đẩy đi vào cùng một lớp cấp độ 2 với nhau. Để rồi cùng một vấn đề được đưa ra, mổ xẻ tới lui nhiều lần, với nhiều góc cạnh và chỗ khuất khác nhau, thì rốt cục các bạn sẽ nhận được một cái nhìn toàn diện về vấn đề mà bạn đang gặp phải. Để rồi qua đó, bạn tham khảo được từ nhiều bạn đồng học khác mà tự rút kinh nghiệm tốt luôn cho chính mình. Ở lớp cấp độ 2 online mà tụi mình đang đi tới buổi học thứ 6 vào buổi tối hôm nay, các bạn ấy dường như có một loại bài thi tính ra thiệt là dễ ợt luôn, đó là không có đau cùng khổ tận. Ủa, cái bài thi gì nghe qua giống giỡn chơi quá vậy? Người ta thường vì bế tắc hay đau khổ hay vấp phải một cái gì đó mới có nhu cầu tham gia các khóa học về quản trị cuộc sống. Các bạn ngon lành quá rồi, đời sống cũng bình thường, mọi việc cũng bình thường. Đúng vậy, chính vì mọi cái quá bình thường một cách bất thường cho nên ẩn sâu bên trong các bạn có tiếng nói phản kháng. Còn người thật của các bạn không cam lòng khi bạn mỗi ngày trôi qua ngày một cách bình thường như vậy. Chính xác hơn, từ những gì mà các bạn mô tả không phải là sự bình thường một cách vui vẻ, an lạc, mà chính là một cái sự bình bình, nhàn nhạt, nhàm chán và tẻ ngắt, làm hình thành nên một cái cảm giác chán chường, lùng túng, thậm chí là sự dây dứt bứt rứt nơi bên trong các bạn. Mình ngồi nghe bạn này rồi bạn kia chia sẻ, một hồi tự nhiên phát ra một cái từ, chắc khó có cái từ nào lột tả chính xác hơn, đó là một kiểu sống thật sự. Cái chữ thật sự này là một cái cụm từ mà người dân miền Tây Nam Bộ, cụ thể là vùng Long An của tụi mình hồi đó hay dùng nè. Nó mô tả một cảm giác thức thì đã thức sau một giấc ngủ đã đời rồi, nhưng mà tỉnh hẳn thì vẫn chưa tỉnh. Nó hơi lơ mơ, lừ đừ, không có đủ tỉnh táo để nghĩ ra cái việc gì cho rành mạch, mà cũng không đủ hứng thú để bắt tay vô cái việc gì hết trơn. Thì đó, cái cách mà nhiều bạn lớp 2 online này đang sống chính là một lối sống thật sự như vậy. Có điều một cơn thật sự của con người ta sau một giấc ngủ á, có thể nó chỉ kéo dài tầm vài chục phút thôi. Còn cái kiểu sống thật sự ở khá nhiều bạn lớp cấp độ 2 mà tụi mình đang quan sát, nó kinh khủng hơn ở chỗ là nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Cứ lừ đừ, lơ mơ, không mấy hứng khởi vào bất cứ chuyện gì, mà cũng không đủ đau cùng khổ tận để có đủ dũng khí dứt khoát bước ra khỏi cái cơn sật sự kéo dài vô hồi kết này để tạo cho mình một cái cột mốc rõ ràng để từ đó các bạn xoay mình, thay đổi bản thân trở thành một phiên bản mới cho chính mình. Ủa, mà nãy giờ mô tả các bạn ở trong lớp cấp độ 2 của tụi mình, vậy chứ cho mình hỏi nhẹ nhẹ chút xíu nha, là có ai đang nghe tới đây rồi bắt giật mình vì phát hiện ra là chính bạn hoặc một hay những người rất thân gần với bạn cũng đang ở trong cái tình trạng sống thật sự dài hạn như vậy không? Nói là thật sự như vậy chứ thật ra bên trong các bạn cũng đã âm thầm cuộn trào, thèm một cuộc bứt phá lắm rồi, phải không? Một bạn học viên trong lớp có con số chủ đạo là 6. Bạn thừa nhận mình là người dễ bị rò rỉ năng lượng, ôm đồm trong yêu thương. Kết hợp với việc trống mũi tên 456 là mũi tên ức giận, khiến cho bạn rất dễ nổi nóng và hay oán giận với những điều bất ý xung quanh. Nhưng mà như bạn chia sẻ là có lẽ vì cuộc đời em chưa khổ đến tận cùng, nên em chưa có một động lực rõ ràng nào đó để tự bật mình lên, nên cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày nối dài trong việc không kiểm soát được cảm xúc.
Thêm nữa, đỉnh cao đầu tiên của bạn mang tính chất số 2, mà ở đó những giá trị tinh thần hoặc tâm linh mạnh hơn bắt đầu hé mở. Tuy nhiên, mức độ tâm linh này sẽ hiển lộ dưới dạng tích cực hay tiêu cực tùy vào mức độ trưởng thành mà con người đã chạm được ở thời điểm này. Cái trưởng thành ở đây không phải là bạn bao nhiêu tuổi, chiều cao, cân nặng ra sao, mà vượt qua những thay đổi về thể chất thì ở giai đoạn này bắt buộc bạn phải có một chiều sâu về phần tâm thức hay tâm linh nhất định. Chính vì vậy, nếu bạn không ý thức được điều này, bạn sẽ trải qua những cảm giác bứt rứt khó chịu khi đứng giữa ranh giới đời và đạo, giữa việc chỉ chăm chăm phát triển phần thể chất, tìm kiếm cái bên ngoài cơm áo gạo tiền, với cái bên trong tức là phần tâm thức tâm linh của bạn. Và với bạn học viên trong câu chuyện mình chia sẻ trên, em đang đứng ở giữa ngã ba đường trong việc thôi thúc bén sâu hơn vào con đường tâm linh, mà cụ thể ở đây em muốn được xuất gia với việc ngăn cản bởi gia đình. Cái khao khát xuất gia của em cao và mãnh liệt bao nhiêu thì những sự uất ức và bất ý khi bị gia đình ngăn cản trong em lớn bấy nhiêu. Mình không cổ suý, cũng không can ngăn định hướng của em. Mình chỉ nói với em là xuất gia là một việc vô cùng thiêng liêng và hoàn toàn không phải là việc để em chạy trốn những xôn xao và mệt mỏi đời thường. Nên nếu em thực sự sẵn sàng và cảm thấy lòng mình thực sự thôi thúc thì hãy nghe theo trực giác của mình. Và tất nhiên, khi có những chuyển biến tâm linh sâu đậm như vậy thì không tránh khỏi những xộc xệch về mặt đời. Mà ở đây, chướng duyên lớn nhất mà em cần phải hóa giải chính là rào cản của gia đình mình. Em phải làm sao để cho cả nhà tin vào quyết định của em, rằng đây chính là một quyết định thực sự nghiêm túc, chứ không phải chỉ là sự bồng bột nhất thời hoặc sự chán đời lánh đời. Cũng như em phải thuyết phục gia đình mình theo những cách thức thuyết phục hơn, chứ không phải chỉ có mâu thuẫn, em lại nổi giận đùng đùng và phản kháng. Để được như vậy, điều em cần đầu tiên chính là thực hành tu tập miên mật, để dần dần thì thần giới đức của em hiển thị, thể hiện qua bộ dáng, tính tình em trầm tĩnh, điềm đạm, vững chãi và sâu sắc, thì em cũng sẽ đủ oai nghi để nói chuyện với cả nhà. Đây cũng là thời gian để em tự quán chiếu lại chính mình, để xem em có thực sự phù hợp với việc xuất gia hay không. Còn không thì như tụi mình luôn nói, việc tu tập ngay tại nhà, ngay trong môi trường sống và làm việc bình thường của mỗi người cũng đã là rất tốt, rất lợi lạc cho bản thân và cộng đồng lớn nhỏ quanh mình rồi. Mình cho em 3 tháng 10 ngày miên mật để thực hành theo những điều mà chúng mình đã chỉ. Và mình tin rằng nếu em nghiêm túc làm theo, thì theo đúng sự dẫn dắt của đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 2, em sẽ biết mình nên làm gì và đón nhận những xoay chuyển trong cuộc sống của em như thế nào, theo cách nào là phù hợp nhất. Lại thêm một trường hợp khác, 4 đỉnh cao của em ấy thuộc một dạng combo đặc biệt là 2, 9, 11, 11, rồi được tặng kèm thêm con số chủ đạo là 11 nữa. Cho nên em chia sẻ rằng, em đúng là kiểu người mê hoa cỏ, ong bướm dọc đường, đúng như tính chất của con số chủ đạo 11. Mà quên mất rằng, bản thân mình cũng là một con người có căn duyên tâm linh cao thông qua ý nghĩa biểu đạt của các con số đời mình. Bạn thừa nhận bạn không có tu tập miên mật gì hết, mỗi lần hướng đến tâm linh là luôn bị cản trở. Và những lúc như vậy, thay vì đi tìm giải pháp thì bạn lại chọn bỏ cuộc. Chính vì vậy, hậu quả lớn nhất mà bạn phải trả chính là vào năm 2020, bạn đã phải trải qua một bài thi thật tệ hại về tình thương. Cho đến khi biết đến nhân số học, hiểu được ý nghĩa của những con số đời mình đều hướng về một cái đích chung là quay vào bên trong, thực hành tâm linh, thì bạn mới bắt đầu dần dần thay đổi. Dẫu cho cuộc sống của bạn có ổn hơn một chút so với lúc trước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn triệt để, bởi vì bạn vẫn chưa thực hành miên mật những bài tập mà chúng mình hướng dẫn. Bạn thừa nhận rằng em vẫn đang vướng phải bài học về tình thương, đến nay vẫn chưa giải quyết được, và em vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Mình nói với em, đừng chỉ nói cố gắng một cách suông, mà điều quan trọng ngay lúc này là em cần phải thực hành một cách chăm chỉ và miên mật nhất. Cũng như những bạn ở trên, em hãy dành cho mình 3 tháng 10 ngày để bắt đầu tạo dựng cho mình những thói quen, chuyên tâm trong việc thực hành năng lượng, thực hành tâm linh đi. Mình tin nụ cười trên môi của em sẽ tươi tắn hơn ngày hôm nay nữa rất nhiều lần. Một em học viên khác sinh năm 1992,
cũng đâu còn là quá trẻ để hỏi những câu hỏi đại loại như tôi là ai, tôi đến cuộc đời này để làm gì. Vậy đó mà em thật thà thú nhận là cuộc sống của em xoay quanh chuyện ăn uống ngày đủ 3 bữa, không một thành tựu mà cũng không biết mình thích cái gì. Con số 7 và hai con số 9 cô độc trong biểu đồ ngày sinh khiến cho em trải qua nhiều mất mát và cả những ước mơ cao không thể đạt được. Em có hai đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 3 và em đang băn khoăn không biết vũ trụ đang muốn gửi thông điệp gì cho mình và việc học ở đây là em học cái gì để đi cho đúng con đường với sứ mệnh mà vũ trụ giao. Mình nói với em á, con người ta đến ở đời này, việc học của con số 3 này không chỉ là học những kiến thức phổ thông, mà khi vũ trụ đã cho em đến tận hai con số 3 liên tục trong chặng đường 18 năm ở hai đỉnh cao đầu tiên này, nghĩa là muốn em không ngừng học tập và trau dồi, bồi đắp, phát triển hơn nữa phần tâm thức bên trong em. Cũng như nhiều bạn khác, mình đâu thể vạch ra con đường rõ ràng hay một hướng đi nào quá cụ thể cho các bạn. Vì chính bạn phải làm chủ con đường và tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Chỉ chắc chắn một điều là khi bạn chịu thực hành tu tập miên mật, trí bạn cũng sẽ sáng ra, việc kết nối với những tín hiệu bên trong bạn cũng sẽ trở nên nhạy hơn. Lúc đó bạn sẽ tự khác biết mình nên làm gì, học gì và phát triển đời mình ra sao. Và thêm một lần nữa, mình cũng cho bạn 3 tháng 10 ngày miên mật thực hành và báo lại kết quả cho mình và cả lớp cùng biết. Bạn thấy không? Những vấn đề mình kể ở trên á, rõ ràng các bạn ấy không quá khổ đến mức chạm đáy như nguyên tắc vật cực tất phản để có một cú hích mạnh mẽ và một động lực mãnh liệt để thay đổi. Nhưng có một điều gì đó cứ âm ỉ làm cho các bạn dày dứt mãi mà không tự tìm cho bản thân một lối ra để rồi kéo dài những chuỗi ngày không an vui. Thế nhưng bạn phải ý thức được một điều rằng cuộc sống của bạn hiện tại đang bình bình, không tốt, không xấu, không có nghĩa là nó sẽ được vận hành như thế mãi mãi. Chưa chạm đáy, không có nghĩa là sẽ không chạm đáy. Nếu bạn không chuyên tâm bồi đắp phước, không chuyên tâm đẩy cuộc sống của mình ngày càng tích cực hơn, thì ngày qua ngày, cái con lắc cuộc đời bạn sẽ dần đến điểm cực độ, chạm đáy và tất nhiên, khi đó, những bài thi đến với bạn sẽ trong một cấp độ mới khó hơn, mệt mỏi hơn, gập ghềnh hơn. Vậy thì đừng để khi chạm đáy rồi mới loay hoay tìm giải pháp. Đến lúc ấy vừa tốn thời gian vừa tốn công sức và sẽ tất nhiên kéo theo những mỏi mệt và bất ý. Chính vì vậy khi hiểu được những điều này, ý thức lật mình càng sớm càng tốt sẽ giúp cho bạn dễ cân bằng hơn với cuộc sống của chính mình. Và nguyên nhân của việc chưa an vui của các bạn ở đây chính là nằm ở việc bạn chưa siêng năng trong việc thực hành tu tập mỗi ngày. Vậy thì cái giải pháp chung để tháo gỡ lần lần những cái sự lần sần lừ sừ sống qua ngày một cách vô nghĩa, mù mờ, không có một động lực để thay đổi bản thân này, đó chính là thực hành miên và mật theo cơ chế hàng ngày. Vì bởi chỉ có thực hành miên mật thì bạn mới có đủ sức kéo bạn ra khỏi cái khuôn, cái vỏ kén cũ đang bọc chặt bạn. Mà cái khuôn hay cái vỏ kén đó là gì nào? Nói theo nhân số học, đó chính là những tín hiệu được hé lộ qua những chỗ nhược của từng con số chủ đạo, số lượng vắng mặt hay độ dày mỏng của các con số trên biểu đồ. Mà nói thiệt, chỉ cần bạn bỏ chút công sức ngồi đọc hay nghe cho kỹ những gì tụi mình chia sẻ trong các video clip hay quyển sách thay đổi cuộc sống với nhân số học, hoặc tối ưu hơn nữa, bạn bỏ thời gian theo dự các khóa học về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mây Quy tụi mình, là bạn hoàn toàn có thể lấy ra, quán triệt và thực hành miên mật để thay đổi cuộc sống của mình. Đó là theo góc nhìn của nhân số học nha. Chứ còn theo góc nhìn của nhân duyên nghiệp trong cuộc đời này thì những bất ý, trục trặc và không an vui xảy ra với chính bạn, đó là những cái quả bạn nhận được từ những cái nhân xấu mà bạn đã từng gieo trong những đời kiếp trước đây, để rồi đến hôm nay khi đủ ngày đủ duyên, nó trổ ra và gây không ít đau khổ cho bạn. Vậy thì việc bạn cần làm là phải đi tẩy những cái nghiệp xấu đang có và bồi đắp thêm vốn phước cho bản thân, thì dần dần phước trưởng nghiệp tiêu. Cuộc sống của bạn cũng sẽ có những thay đổi tích cực theo những chuyển biến đó. Và với những bạn có một cái loại cách sống thật sự như vậy đó,
thì công thức 3 tháng 10 ngày chính là một phác đồ phù hợp cho các bạn. Vì sao phải là 3 tháng 10 ngày chứ không phải một thời gian ngắn hơn? Bởi vì bất kỳ một sự việc gì được diễn ra lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ trong suốt 3 tháng 10 ngày cộng lại là trên dưới 100 ngày. Đó là một hành trình đủ dài để cho những nỗ lực của bạn tạo thành một thói quen vững chắc. Đây cũng là công thức mà mình đã áp dụng nhiều nhất cho các vấn đề của các bạn học viên lớp online 2 mà tụi mình đã nhắc từ trên đầu bài tới bây giờ. Đây cũng thực sự là thuốc đặc trị hiệu quả. Bởi vì bạn biết không, ngay từ lúc duyệt thông tin đăng ký ở đầu vào, tụi mình đã nhìn thấy lớp này có cái gì đó chung là lạ. Cái là lạ ở đây là khác với những lớp học cấp độ 2 khác, các bạn này không quá khó khăn về tài chính, cũng không rơi vào những bài thi quá oái oăm về gia đình hay các mối quan hệ. Nhưng điểm chung lớn nhất của các bạn là rơi vào trạng thái day dứt dằn vặt nội tâm khá nhiều. Và mặc cho những trạng thái day dứt và dằn vặt nội tâm này rất phổ biến ở chỗ mô tả tần suất thực hành các bài tập tăng ổn định năng lượng và tu tập để xoay chuyển thân tâm, thì đại đa số các bạn đều ghi là chỉ thỉnh thoảng mới thực hành. Điều mà cá nhân mình và nhà Mây Quy đã thực nghiệm từ chính bản thân để rồi từ đó triệt để khuyến khích mọi người hữu duyên với chúng mình là việc thực hành miên mật tu tập chính là việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nếu bạn không tu tập hoặc tu tập không đúng thì nhìn vào gương mặt, giọng nói và cả chất lượng cuộc sống của bạn ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đời sống vốn dĩ là những đường sóng lượng giữa thăng và trầm, giữa vui và buồn, giữa được và mất. Nếu bạn không chuyên cần thực hành các bài tập về năng lượng và tu tập để xoay chuyển cách nhìn nhận về cuộc sống, xoay chuyển về cả những nghiệp duyên đang và sẽ đến với bạn, thì làm sao bạn tươi cho nổi khi những cái sự trầm, sự buồn và sự mất mát kéo tới? Và ví cho mỗi con người chúng ta như một cái cây, thì chắc chắn là nếu thiếu sự chăm bón, vun xới và tưới tắm mỗi ngày, cái cây là bạn đó có yếu ớt và èo uột cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà bạn ơi, ngay chính bản thân mình, bạn cũng không thể tự làm xanh cho chính mình, thì lấy đâu bạn đủ sức để mà mong tỏa rộng bóng mát và tình thương cho những người khác xung quanh, phải không? Rồi, tiếp theo là tại sao lại là 3 tháng 10 ngày chứ không phải là một con số khác? Bởi vì khi bạn chuyên tâm thực hiện 21 ngày đầu tiên, bạn sẽ hình thành nên được thói quen ban đầu. Được đến 49 ngày như một chặng dừng chân để bạn tự ngẫm ngộ và nhìn lại những thay đổi bước đầu của mình. Và 3 tháng 10 ngày chính là khoảng thời gian chín mùi, tựa như những cú hích đủ lớn, đủ mạnh để thay đổi bạn một cách triệt để. Dĩ nhiên, với những bài thi khó hơn thì bạn sẽ cần một khoảng thời gian dài lâu hơn, thậm chí là 6 tháng hoặc 1, 2 hoặc 3 năm luôn. Còn ở đây là công thức mà mình kê ra cho những vấn đề ở đô hạng nhẹ nhẹ và vừa vừa để cho các bạn khép bản thân vào một lịch trình khá nghiêm túc, thực hành chuyên cần hàng ngày. Bạn sẽ thấy qua một thời gian, những tác động cụ thể sẽ đến với cuộc sống của bạn ngày càng rõ nét. Đó là thân của bạn sẽ khỏe mạnh hơn với những bài tập hít thở mỗi ngày, những bài tập yoga hay khí công hay Latin fit xen kẽ nhau, không gián đoạn ngày nào. Trí của bạn sáng ra với những thời thiền đầu giờ sáng. Bên cạnh đó, những thời kinh kệ vào sáng và tối, bạn đang bồi bổ mỗi ngày thêm một chút cho cái trí tuệ bát nhã bên trong mình mỗi ngày một tỏ lộ rõ ràng hơn, khiến cho trực giác mình ngày càng bén nhạy hơn. Những dự cảm về những gì xảy ra, những điều nên làm, những gì nên tránh cũng ngày càng rõ nét, đưa ra các quyết định ngày càng thêm chính xác hơn. Tâm của bạn không ngừng nở hoa với những bài tập viết 10 điều biết ơn mỗi ngày, việc chép kinh hay những câu kệ khai tâm, đọc 108 điều Ho'oponopono hồi hướng cho vạn điều xung quanh và những bài thiền biết ơn hay những bài thiền khai tâm nữa. Rồi, đến đây thì nhiều bạn sẽ nói, em đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình 3 tháng 10 ngày cho bản thân rồi. Vậy em nên bắt đầu từ đâu và sẽ làm như thế nào đây? Cái này là bài thuốc có sẵn đã được nhà Mây Quy tụi mình kê đơn lâu lắm rồi nè. Bạn chỉ cần vào album 49 ngày tu dưỡng thân tâm trí và lần lượt làm theo hướng dẫn mỗi ngày ở trong đó là được nha. Đường link có sẵn ở ngay đây nè. Một cú click chuột, đọc kỹ và làm theo quá dễ luôn hen. Đường link tụi mình để ở dưới ngay cái comment pin ở trên đó nha các bạn. Rồi,
Cứ thế hết một vòng 49 ngày, bạn cứ quay lại thực hành theo đúng những gì chúng mình hướng dẫn, hoặc bạn có thể chọn ra để thực hành những gì mà bạn cảm thấy phù hợp với giờ giấc sinh hoạt và thói quen mỗi ngày của mình. Chỉ là bạn đừng nên bỏ qua một bữa nào hết nha. Vì giống như cơ thể vật chất, mình cần ăn uống đầy đủ để duy trì sự sống, thì cái phần cơ thể tinh thần cũng cần được dưỡng nuôi một cách đủ đầy những dưỡng chất để ta có thể sống vui và sống khỏe. Và như vậy, bạn sẽ hướng đến một phiên bản thân khỏe, tâm an, trí sáng, nở hoa rực rỡ cả bên trong lẫn bên ngoài. Bạn thấy không? 3 tháng 10 ngày, một hành trình không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Nó đủ để thay đổi những thói quen cũ và lập nên những thói quen mới trong bạn. Bạn có sẵn sàng thay đổi bản thân để tốt lên mỗi ngày cùng chúng mình không? Tụi mình chờ đợi những phản hồi từ cả nhà mình sau quá trình 3 tháng 10 ngày thay đổi chính mình trong việc thực hành hành trì miên mật nha. Gửi niệm lành cho tất cả. Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mei Quy Team. À, bạn ơi, bổ sung một lời cuối cùng trước khi chúng ta nói lời tạm biệt nhau nè. Đó là mình gửi tặng kèm các bạn ở đây là một tấm hình mình thiệt là năng động trong những ngày của đợt tu học vừa rồi tại Mỹ. Bạn thấy đó, mình năm nay cũng đã 48 tuổi rồi mà còn rèn mình được trong những hành trì miên mật tu tập và thực hành các bài tập năng lượng mỗi ngày. Bạn còn có thể trẻ tuổi đời hơn mình rất là nhiều luôn. Vì sao bạn lại không thể bắt tay vào làm một cuộc phát đồ 3 tháng 10 ngày để thay đổi cuộc đời bạn dài mãi về sau, phải không bạn? Bạn cố lên nha!